Xin chào các chị em, việc chúng ta ăn gì để sữa mẹ đặc, mát, thơm và con tăng cân? Đây là chủ đề muôn thuở của các mẹ bỉm sữa, không phải ai cũng biết, đặc biệt là các mẹ lần đầu sinh con. Vậy nên mình đã tổng hợp lên top 10 những thực phẩm làm mát sữa mẹ chúng ta cần biết nhé. Lâu nay thì khái niệm sữa mẹ mát hay là sữa mẹ nóng thường dùng để nói đến chất lượng của sữa mẹ. Nếu sữa mẹ mát thì con sẽ bú nhanh, khỏe mạnh và tiêu hóa tốt. Còn ngược lại, nếu sữa mẹ nóng thì con bú vào dễ bị táo bón, quấy khóc, có thể là chậm lớn hơn so với các bạn cùng độ tuổi. Có rất nhiều cách khác nhau để chúng ta cải thiện nguồn sữa mẹ, giúp sữa nóng dần trở về mát, đặc sánh và thơm hơn. Điển hình nhất đó chính là thay đổi chế độ dinh dưỡng của mẹ sao cho hợp lý và khoa học. Các mẹ chúng ta nên bổ sung những thực phẩm sau. Thứ nhất là gạo lứt. Không chỉ thơm ngon mà nó còn rất là giàu dinh dưỡng, chứa nhiều các vitamin B, các nguyên tố vi lượng như là canxi, sắt, magie, có thể được dùng kết hợp trong việc chữa bệnh. Đây là một sự lựa chọn rất là lý tưởng, tuyệt vời cho các mẹ chúng ta đang băn khoăn rằng ăn gì để sữa mẹ thơm, mát hơn, để chúng ta ăn hay là có thể sử dụng làm thức uống nữa. Thay vì nấu cơm từ gạo trắng thì các mẹ chúng ta hãy sử dụng gạo lứt, vừa bổ dưỡng lại lợi sữa, giảm cân cho mẹ. Về có thể sử dụng gạo lứt làm thức uống như sau: rang thơm lên, sau đó chúng ta có thể lấy một lượng vừa đủ cho nước vào nồi nấu lên làm thức uống lợi sữa cho mẹ. Chúng ta nhớ là uống khi còn ấm nóng để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Thực phẩm thứ hai chúng ta nên ăn đó chính là rau ngót, vừa có tính mát lại tốt cho sức khỏe của các mẹ sau sinh. Chúng ta không thể bỏ qua được. Đây còn được coi như là một thần dược của sản phụ sau sinh, giúp bổ máu, chứa rất là nhiều các loại vitamin, đặc biệt là vitamin A, vitamin C, với công dụng là thông sữa, lợi sữa, lại giúp các mẹ mau chóng lành vết thương, nhanh hồi phục sau sinh. Cách chế biến đúng cho các mẹ sau sinh chúng ta là một là rửa sạch và xay lấy nước để uống, hoặc là chúng ta nấu canh với xương, với thịt, nước lá rau ngót thì rất là mát, thơm, có tác dụng rất tốt trong việc kích sữa mẹ về nhiều hơn. Thực phẩm thứ ba chúng ta nên bổ sung đó chính là rau má. Đây là một loại rau vừa để chế biến nấu các món ăn, hoặc là chúng ta cũng đơn giản giống rau ngót là rửa sạch và xay lấy nước uống để giúp cho mát sữa. Con bú thì không bị rôm sảy hay là mụn nhọt, mẹ sau sinh thì mau lành vết thương hơn. Lưu ý thì đây là một loại rau có tính hàn nên chúng ta cũng chỉ sử dụng với một lượng vừa phải, nhớ là không lạm dụng nhé. Thứ tư đó chính là thì là. Thì là thì không chỉ là một loại cây gia vị đơn thuần mà đây còn là một thực phẩm rất là lợi sữa. Ăn thường xuyên không chỉ giúp lượng sữa của mẹ chúng ta tiết ra nhiều hơn mà còn giúp mùi vị của sữa mẹ thơm ngon, kích thích bé bú lâu hơn, từ đó sẽ giúp bé tăng trưởng, tăng cân. Cách chế biến đúng là chúng ta có thể một là sao kho để pha trà uống, hai là chế biến đơn giản thành các món ăn với thịt, cá hoặc là nấu cháo, cho vào cháo. Thực phẩm thứ năm tiếp theo đó chính là vừng đen. Đây là loại hạt chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, giàu chất xơ và nhiều khoáng chất khác rất là tốt cho phụ nữ sau sinh, các phụ chị em trong giai đoạn cho con bú. Mẹ chúng ta có thể dùng trực tiếp để rắc lên cơm và các salad rau củ quả. Đơn thuần hơn thì các mẹ có thể dùng làm thức uống, nấu chè, làm sữa uống hàng ngày rất là thơm ngon, giúp sữa của mẹ đặc hơn, sánh hơn và bé bú sẽ tăng cân hơn. Một loại thực phẩm thứ sáu đó chính là một loại quả, đó chính là quả sung. Nhiều người thấy sung có vị chát nên lầm tưởng rằng sung sẽ gây táo bón, làm sữa nóng. Nhưng sự thật là ngược lại, không chỉ cung cấp nguồn chất xơ dồi dào cho mẹ, làm giảm tình trạng táo bón sau sinh, mà nó còn giúp tiết sữa của mẹ hiệu quả hơn, làm giảm căng thẳng, mệt mỏi. Kết quả của các mẹ chúng ta sau khi ăn nhiều sung thì sẽ làm mát sữa, sữa không bị nóng, cũng là tăng tiết sữa của mẹ hơn. Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc là nấu vào các món ăn kho lẫn thịt. Thực phẩm tiếp theo đó chính là chuối tiêu hoặc là chuối sứ. Rất là giàu sắt, kali và nhiều chất xơ tốt cho sữa mẹ. Mỗi ngày chúng ta cũng chỉ ăn trong giới hạn khoảng 2 đến 3 quả,
Đây là cách rất là đơn giản và dễ để chúng ta làm mát sữa mẹ cũng như là làm sữa mẹ trở nên thơm đặc và tốt hơn. Nên các mẹ chúng ta sau sinh nhớ thêm chuối tiêu, chuối sứ vào thực đơn của mình hàng ngày nhé. Thứ 8 đó chính là các loại hạt dinh dưỡng để sữa mẹ chúng ta thơm mát và bổ hơn, như là hạt óc chó, mắc ca, hạnh nhân hay là hạt điều, đều là những loại quả, loại hạt dinh dưỡng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhiều chất béo có lợi cho cơ thể. Chúng ta hãy sử dụng thường xuyên thì chắc hẳn là chị em sẽ thấy lượng sữa của mình tăng lên đáng kể, chất lượng sữa thì cải thiện, thơm hơn, đặc hơn. Còn bú mẹ thì sẽ không bị mụn nhọt hay là hết táo bón, tăng cân đều. Loại thực phẩm thứ 9 đó chính là tôm, cá, cung cấp canxi để làm mát cho sữa mẹ. Sữa mẹ mát thì không chỉ là cho con bú không bị táo bón mà còn giúp bé đảm bảo về chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của con nữa. Ngoài rau xanh, các loại trái cây, hoa quả, các loại hạt dinh dưỡng thì con cần có đầy đủ các loại thịt, loại cá, loại tôm, tôm đồng, cá đồng hay là cá chép, cá hồi đều là những thực phẩm rất là lành mạnh, làm tăng hàm lượng dinh dưỡng, tăng hàm lượng DHA của trong sữa mẹ, giúp con bú sữa mẹ trở nên thông minh, lớn nhanh và phát triển chiều cao nữa. Loại thực phẩm cuối cùng thứ 10 đó chính là thịt nạc. Thịt nạc thì rất là giàu protein, giúp bé phát triển, lại cũng rất là giàu sắt, kẽm, canxi, nhưng do nó có ít chất béo nên mẹ chúng ta ăn vào vừa bổ dưỡng lợi sữa, lại không lo vấn đề bị tăng cân hay là bị béo sau sinh. Mẹ chúng ta có thể dùng thịt than lợn, thịt than bò, phần ức gà để chế biến nhiều món ngon. Gợi ý cho các mẹ là chúng ta nên sử dụng các loại gia vị như là gừng, nghệ để cho sữa của mẹ đậm đà và thơm hơn, cũng như là tốt cho sức khỏe của các mẹ. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các chị em top 10 những thực phẩm có tác dụng trong việc làm sữa mẹ mát, thơm, đặc và con bú sẽ tăng cân hơn. Các mẹ chúng ta cần lưu ý thêm rằng sữa mẹ có mát hay là nóng không chỉ phụ thuộc vào việc chế độ dinh dưỡng của mẹ, còn ảnh hưởng phụ thuộc rất lớn vào việc sự hấp thu và sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng có trong cơ thể mẹ sang sữa mẹ cho con để cho con bú. Do vậy, cộng với việc chúng ta ăn uống những thực phẩm lợi sữa thì các mẹ chúng ta cần có một lối sống lành mạnh, sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, không thức khuya, tránh những thực phẩm cay nóng hay là không được tự ý sử dụng các loại thuốc, thì như vậy mới thực sự làm cho sữa mẹ mát và tốt cho con tăng trưởng phát triển. Hy vọng mọi người sẽ thích những chia sẻ này của mình và hẹn gặp mọi người ở những video chia sẻ tiếp theo nhé.